Chào cả nhà cái đi. Mình xin mến chào cả nhà. Chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày đầu năm vợ chồng mình đi khai trương, đi bắt sò nha. Nước nó cũng vừa giật rồng sát nè, mà cũng vừa giật rồng mà còn dắt sáng sớm nha cả nhà. Hôm nay Tết mà ổng xây nước lại không à, ổng có giật rồng nên bắt không có đi, bắt không có được cả nhà ơi. Ổng xây nước lại cái màn ăn không có được, khó khăn quá. Hôm nay vừa nước vừa giật rồng sáng sớm luôn là vợ chồng mình đi liền đấy cả nhà. Thì cả nhà mình nay cũng ăn Tết hết trơn rồi ha. Nay là hết Tết rồi nha, vợ chồng mình đi khai trương là thấy hết Tết rồi đó. Thì ngày đầu năm, lời nói đầu tiên của vợ chồng mình là xin chúc cả nhà năm mới được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha cả nhà. Con sò nằm thì cả nhà ơi, mà chồng mình không thấy kìa. Mình chúc cả nhà chứ mình vẫn nhìn phụ chồng mình nha. Đó, con sò nằm trên cái miếng bao đó luôn đó. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình để mà đi bắt sò nha cả nhà. Đầu năm khai trương bắt sò để xem hôm nay vợ chồng mình bắt như thế nào ha. Thì nó bò đi vòng vòng chứ đâu. Ừ, nó lên rồi nó xuống, nó bò nó lên vậy đó chứ đâu. Cái bãi này là cái bãi ở bắt đầu mình bắt từ đầu kinh ngang nha cả nhà. Đây, mình sẽ bắt đầu từ đầu kinh ngang, mình sẽ thả dài vô dòng sông Huyền Thoại ha. Đó, tại vì mình đi vô dòng sông Huyền Thoại là mình sẽ đi ngang con kinh ngang này. Đó, đi thẳng cuối con kinh ngang này là rẽ về khúc sông Huyền Thoại. Còn mà đi thẳng nữa là sẽ vào con kinh cùng. Không dùng thôi chứ đi đâu kinh cùng hay gì? Vậy đó hả? Vậy là nước nó vừa rồng vừa xây lại nên không có rồng lâu cả nhà ơi, nó rồng nhanh á. Có thể là bắt là kinh ngang không? Bắt hai lề kinh ngang này nè, đang lề bên đó lề nữa là về được rồi đó. Thì thành quả thì có nhiêu thì sẽ hay nhiêu nha cả nhà. Mong muốn thì là 100 con. Nhưng mà được nhiêu thì mình sẽ hay nhiêu ha. Giấu sò nhóc luôn á, mà nó bò đi xuống cái gì để cả nhà xem hang nè, hang nhóc luôn. Cái sò ở đầu kinh ngang này thì là sò nhỏ nhỏ không à, nhưng mà nhiều lắm nha. Cái lề này mỗi lần mà vợ chồng mình bắt không là 70-80 con không đó, có khi bữa hổm bắt 100, có một ngày vợ chồng mình 100 mấy con luôn á cả nhà. Cũng có một cái lề này thôi nè mà đi sò nhỏ nhỏ, sò nuôi không à. Sáng sớm lại sớm vậy đó hả? Cái lề này đó là lúc nào á, nó cũng nằm ở trên bờ hết trơn á, lậu nó mới có. Cái khúc này lậu chưa có, cái bằng khô lậu khúc trong á. Để ông lậu đi cả nhà ơi. Lậu khúc trong nó mới có nhiều. Nó bò lên ăn Tết, về hết Tết rồi thì nó bò xuống. Người ta thường hay nói là tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Chưa có hết Tết được, nó nói vậy đó. Nó vẫn còn. Thấy không? Móc quá ghê chưa? Mình sò ở đây nhỏ nhỏ không à. Ông cái bờ này sò ghê thiệt. Để bữa nào nước rồng sắc lâu đi rồi vô dùng sông Huyền Thoại. Đây bù mắt không? Có nơi có chỗ như cái nhà có bù mắt ha, mũi. Chỗ nhà mình thì mũi, vô khúc này cái chỗ này là không có mũi nhưng mà bù mắt. Này bù mắt nó chích 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 nó cắn ngứa không? Tàn sát kinh linh luôn. Đó, ngon ghê không? Hôm nay lâu dữ rồi không có đi bắt. Nay chắc bắt đã luôn, bắt hai lề này chắc ngon lành à. Chủ yếu là nước có cho mình bắt hay không, nước có rồng lâu cho mình bắt hay không.
Tao lội lên thử coi. Đủ quá, đủ quá. Đứng ở dưới này mà thấy con sò tuốt chảnh cho phải không? Lội thử coi nhà nhà coi phải mắt anh chồng mình siêu đắng như vậy hay không? Làm cái chà bá lửa, phải không? Không phải hả? Cái là cục đất cái gì? Ôi buồn mắt ghê gớm này kia, cắn ghê gớm luôn á. Rộn rã mấy ngày gần Tết đó cả nhà, tôi nói hả, nhà nhà ai cũng rộn rã hết để đón xuân về. Bữa nay là hết xuân rồi, xuân đi rồi. Nay đi ra cái êm lềm ghê á. Ờ. Nhưng mà không bằng mấy bữa gần Tết, gần Tết đi ra tao nói cả nhà ha, thả câu cũng vậy, bắt sò cũng vậy, vợ chồng mình giống con sò của ta chứ không phải cục đất đâu. Quay lại coi anh xỉa cái dầm vô coi. Vợ chồng mình quay không được gì luôn cả nhà, tao nói mạnh ai nấy bắt nhạt, bắt nhạt. Ôi chứ không phải là cục đất rồi, chắc bị chửi với cái lỗ và bà lửa có cục tròn tròn đó, chứ cục đất rồi quá. Ừ. Sò hơi đất. Sò hả? À? Tưởng nó tôi bị chửi chứ. Thôi nhìn những cục đất dữ ta. Ôi con sò mới bắt lên một chà bá lửa vậy đó hả? Trời ơi. Ở đây nè, cái nhà giục rớt luôn rồi nè. Mình đâu mà nhìn con sò đằng này nè, để mà mình chỉ chồng mình đó, mình đâu có thấy ông bắt con sò đâu. Ừ, con sò nó ngon không ơi, nhìn cái nữa cả nhà ơi, nhìn lại cái nữa, nó im. Cái bãi này sò còn nhiều hơn dòng sông Quyền Hội. Ghê thiệt. Vậy là cái bãi này nè anh, mình nếu mà nó sò nó nằm ở trên không, mình đâu cần phải để nước mà dòng sát cho mình đi đâu anh, nó giật tới đó mình đi cũng được vậy. Tại vì sò nó nằm ở trên không mà. Rồi xong. Rồi thả em ra rồi bắt hút này rồi nhiều rồi sao mà không kỹ vớt xuồng lại ta? Rồi không có dầm nữa rồi sao? Ơi đất cơ giả hay gì, thấy hút đó nhiều cả nhà, ngồi trên xuồng nhìn xuống thấy nhiều nhiều. Đây đây đây, hút này nhiều, hút này nhiều, coi bài xuống. Tao quấn người ta dựng cây dầm mà tao quấn cọng dây lại. Em mới nói anh là lộ bộ là lộ không chút khúc trong này nè mới có nhiều đó, không nhớ anh em nói nha. Còn khúc ngoài đó là tới khúc ngoài đó anh bắt chút xíu nữa là hết mình nghỉ rồi, lúc nào cũng vậy. Ừ, chị sao nhỏ nhỏ không à? Đậu cái này mà anh biết rồi. Sao bự đâu ra? Thì sao nhỏ sao bự gì, người ta tính, ta tính con mà. Bự cũng con, nhỏ cũng con chứ đâu có tính bự nhỏ. Xình vô này nó nhả nè cả nhà, nhỏ nhà nhỏ nhặt luôn nè. Xình như... Ừ. Xình như vậy nè, người ta là sợ nó mới có nhiều. Mình để ý á. Chứ còn đất cửa nào mà khô khan quá. Cái khi cũng có ăn con hay con à, giống có nhiều bắt cái sò chỉnh như nè, chỉnh như nè, mềm mềm như nhão này nè, người ta gọi là sình non mà sò nó thấy cho đó nó nhiều. Mời đi kiếm ăn. Tụi nãy giờ thấy anh bắt nhiều đó mà sao có nhiều đó vậy? Vỏ sò nhóc luôn. Sống không? Đâu, dợp ngoài sông cũng có nè hả? Dợp cả nhà. Ủa thường thường mình thấy dợp, dịp vỏ không à? Ôi ơi, nay bắt được con dợp ngoài sông luôn. Ghê thiệt. Cái vạch ra coi được đâu, có con tay xào vạch, mắt quay rồi, mắt cầm máy rồi. Chắc em nghĩ sống quá anh ơi. Ôi sống anh ơi, đâu có chẹt cái miệng ra được đâu. Sống. Có hồi nhỏ chết luôn à. Ừ. Nè. Xịn không rồi quá. Thử coi.
Vậy là quê kìa giờ. Bị hố rồi không? Những ngày đầu yêu nhau thì tình ta tan vỡ. Mấy ngày Tết mấy ngày xuân không có đi mà bắt được gì hết. Yên chút đi. Dám bắt lại lại bên đó kịp mà. Cái khúc này vòng vòng khúc cái này cái ngang này nước lớn nó tới chân cơ là bắt được rồi. Ừ. Sương quay ta có chống lăng đùng đùng. Nhiều quá. Nhiều hang quá trời mà không có sò hết ta. Mấy cái bọng cây sò nó hay núp ở trong. Trời nó tiếp đi. Cái lệ bên đây thì nó nhiều hơn cái lệ bên đó. Đây này cả nhà, nhiều hơn cái lề bên bển, nhưng mà cái lề bên bển thì sò bự, còn cái lề bên đây thì sò nhỏ. Mình bắt mình ý á, ít mà lại bự, còn này nhiều mà nhỏ không, sò giống không mà, sò nuôi không mà, bự hơn sò giống chút. Hỏi mày lâu quá không có qua mò sò con cô nội để lại ha, hả? Vài bữa qua. Ê, vài bữa qua cho bên hầm này không ngon, ngon nước xây lại chắc sầu con của nội để lại nó đi rất chắc chắc nhiều lắm luôn á. Thôi mò sò cho nó là đã lắm, ở nhà mò cho nó hả, mò là có, mò là có. Mà hôm qua hả lần nào cũng bắt ghé chút xíu thôi, cả nhà là 100 mấy chục con rồi đó. Bắt cho nó không về được rồi, tại vì mình tính đầu con mà mình đâu có tính bự nhỏ. mò là đụng nên mốt cái kinh chỗ đó đó cả nhà sau này nè. Trời ơi, qua bên đó bắt sò bự nhóc luôn. Chứ đi á mình mò vậy cũng dễ gì mà bắt hết được đâu, sò mà đó đụng rồi đó đó. Chưa nữa chết rồi. Chưa nữa. Em thấy anh lội lên là mới chắc, tại vì em thấy anh nó nhét, anh nhét nhét ở dưới nhiều lắm rồi đó. Buồn mắt cắn quá chị không nổi. Bự không? Nhỏ mà nghe cái cụp dữ vậy ta. Vậy cho mấy chục con rồi đó. Ừ, tại nó nhỏ. Em thấy anh ấy giờ bắt có mà từ hồi đầu vô tới giờ nó bắt có không mà thấy ít xíu mất. Nãy giờ là bắt suốt luôn, có không á, không có khúc nào không có chứ, con hay con vậy đó. Cần khúc sông Huyền Thoại có nhiều khi bơi cũng cả đoạn cả nhà. Mới có được. Lỗi gì sao? Hỏi nhiều cái khó trả lời quá. Ơi, có chút xíu nhỏ xíu vậy mà xa vậy mà cũng thấy được nữa, hay ghê ta. Mắt nhìn xuyên dữ à. Tưởng đâu bự xa quá mà thấy, tưởng đâu nhìn con cũng sò bự lắm nha, vậy cái lỗ con hò có chết đi. Cảm giác mình được nhìn thấy con sò đã lắm. Ờ phái.
mà đi bắt sò ngoài sông nữa, nó còn phái dữ nữa. Ôi nó mắt nó cắn. Xứng quê tôi có chống lăn đùng đùng. Đó. Công nhận cái kinh ngang này sợ có ghê thiệt chứ. Ông bắt chỗ này á, mấy con cả nhà. Ừ. Không phải tại khúc sông Huyền Thoại người ta bắt nhiều quá. Còn cái khúc sông này là không có ai biết có sò hết trơn á. Vợ chồng mình mà đi bắt kìa, người ta thấy người ta mới đi theo. Rồi vợ chồng mình bắt đầu giờ là không có bắt khúc này. Cái nó thật luôn, thành ra người ta cũng không ai bắt khúc này hết trơn, toàn là chạy vô dùng sông Huyền Thoại không à. Bởi lúc này nhiều thường còn dòng sông Huyền Thoại bắt hết còn đâu nữa. Sao sao kịp cho bắt ngày một ngày cái dòng sông mấy người đi, người nào cũng bắt cũng có hết trơn. Chính... xuân quê tôi có chống lăn đụng đùng. Từ hồi mà bắt đầu mà đậu lại mà bắt sò là khúc nào cũng có ra nhà, ít thì con hay con, không có khúc nào mà không có hết trơn. Đâu nè, cái này đây là giống như con sò quá, quay là thử coi. Nếu mà chị bấm mai quay máy quay là cầm máy mà quay suốt luôn á cả nhà, chứ không có phải tầng tắt nữa. Cái hang đó anh thọt cái dầm vô coi, bự ở trên bên đây ừ thọt cái vô ừ, phải không? Không phải vậy là cục đất rồi. Nó nằm và bá ngoài à, không phải là cục đất rồi đó, cõi móc. Gì vậy? Làm gì vậy? Có không? Trời ơi, con sò bay lớn vậy mà móc móc cho mảnh liệt vô. Tưởng nó bự lắm. Móc mà tập trung luôn á. Gì? Chưa. Ừ. Đó. Nằm vậy đó. Sợ đó sợ mẹ, sợ cha đó. Bắt luôn đi. Bắt về cho thằng Ben nó nuôi cũng được nữa, nó phải nuôi ốc lắm. Chủ yếu đi về nó kiếm mấy con đó đó, sò lông rồi đó, kể bắt cho nó vui nó mừng. Mấy con sò này gì mình thả hết trơn rồi. Có cho nó có cái quà, làm quà cho thằng Ben. Đề đó trước là cây cầu hay gì anh? Đó, con sò nó nằm kìa. Nên ngang đi cái bụng lên. Mắc quá. Ừ, mắc dữ dằn luôn. Mình mặc cái quần dài áo dài kín mít rồi đó mà chỉ có ló hai cái bàn giờ với hai bàn tay đó thôi mà nó bu nó cắn. Cái gì? Con gùi nó bu. Cái cục két á hả?
Để thấy anh nó nãy giờ khúc nào anh bắt không có mà anh nói khúc này khúc kia. Ừ sò bự, khúc này sò bự. Bự hồi đầu đậu tới giờ là bắt lúc nào cũng có hết trơn, cái nào cũng có hết trơn. Ít nhiều thôi. Rồi giờ vậy cũng bự hơn sò giống rồi. Bắt con sò giống vậy biết nuôi chừng nào mới lớn. Cái con này con gì nè? Con dùng nước nước mặn nè, con trùng nước mặn nè. Cái con gì giờ? Anh con này con gì anh nói trùng nước mặn không dài dữ vậy? Lá. Trùng lá hả? Trùng ống kìa. Trùng ống. Ủa sao tự nhiên ở đây nằm? Kệ nó đi. Phải nằm phơi vậy đó. Sao không làm trùng ống mà ra đó nằm? Trong ống làm sao thì trong ống ống ổ, ổ hả? Ống của nó nè. À. Lỗ nè. À. Chắc ra tắm nắng. Tắm sình. Con cá ngát vậy đó. Con ngát thấy con đó nè hả? Nè cả nhà mình bơi lại mà thấy cái con sò này nè cả nhà nó nằm thấy thương lắm. Mình tính quay cho cả nhà bấm máy quay cho cả nhà xem mà cái nó xây cái chiếc xuồng mình lại rồi. Giờ lấy dầm vít đi. Nó nằm nó hé cái miệng nó ra đó cả nhà. Giờ lấy xong vít đi. Giờ ổng lội luôn rồi. Mình là người bơi xuồng nha. Nên mình không có quay được nhiều ở nhà thôi. Mình bơi xuồng rồi mình đâu có quay được đâu mà nói chuyện nhiều. Em này cả nhà. Hồi nãy nó nằm nó hả cái miệng của nó ra trong cái hang á, mình thấy ghét lắm. Nó nhỏ chứ không có bự. Mới để bấm máy quay cho cả nhà xem con sò này. Cái bắt đầu cái bấm máy cái nó xây ông xây nó xây nước ông xây nước lại, ông xây cái xuồng lại. Tại vì á sò khúc sông này nè là cả nhà nó nằm ở trên đó đó. Nhiều hơn ở dưới này. Nên ông phải lội trên đó bắt mới có. Ông lội trên đó thì chiếc xuồng mình phải bơi, mình bơi dưới này nè mình bắt phụ không? Chưa quá. Mà bấm máy quay, tắt máy quay nữa đi nữa cả nhà ơi bơi theo. Bây giờ mình đếm sò nha cả nhà. Giờ ổng lên ổng bơi xuồng rồi, chồng mình lên ổng bơi xuồng tiếp tục rồi. Lâu nãy giờ cũng mệt rồi. Xuống nghỉ ngơi một chút. Giờ mình đếm sò. Ở cái đường kinh ngang này sò nằm trên không à. Ông bắt cả nhà nắm nắm luôn á. Mình đếm sò cả nhà ơi, xem nãy giờ chồng mình bắt ở cái đầu kinh ngang này là mình được bao nhiêu con rồi nha. Coi đạt thành quả không hết cả nhà. Bắt đầu sẽ đếm nha. Mình sẽ đếm lần hai con ha, cho dễ đếm nha cả nhà. 2 4 6 cả nhà, hai con sò này nè, chất lượng chưa? Cũng có bự có nhỏ nha, chứ không có sò nhỏ không đâu. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 tí mới có dặn nó điệu nữa. 36 38 40 42 44 46 48 50 để người ta đếm nha, đang người ta hay quên rồi đếm sàn 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 tầm 7 tầm 7 vô cho người ta lộn tùm lum đi. 50 rồi.
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, đây con nè. Đó. 68 rồi cả nhà. 69. Thêm con nữa 70. À, mình thầy vậy ngồi điếm sọ nha mà con mắt vẫn liếc vô cái hang vẫn thấy được con sò cả nhà thấy không? 70 rồi đó, đi quên. 72, nằm trong cái kẹt thì quá tay luôn nè. 74, 76, 78. Dỡ cái này lên coi. Tại vì mình mở mình bỏ con đi xuống đi cho nó gọn này cả nhà. 78 rồi đó nha. Nó lọt xuống. 80. Đó, rớt nghe thấy không? 82, hai con ốc bỏ ra đi. 82, 84, 86, 88, đâu mất tiêu rồi. 90 chẳng. Coi con ốc. Ôi còn 10 con nữa đạt được 100 con cả nhà ơi, 90 con rồi. À cô sẽ ru 10 con thì là đường tin này sẽ ru nha cả nhà. 10 con nữa thấy ít ít gì mà quá tay ta. Tại vì cái nhà biết sao không? Sợ nó nhỏ đó, bởi vì mình thấy ít ít là nó nhiều con. Bởi vì nó nhỏ quá, cái nhìn đóng sò gì đâu mà hiu hắt ghê luôn á, mà mình thấy nó vừa vô là ổng bắt có sò liền đó mà sao mà. Nhìn thấy đóng sò cái chiếc này nha. Mười con nữa sẽ đạt được 100 con. Rồi bắt rồi, bắt nữa để đi ở trên đó đi. Rồi đếm tiếp. Nó thấy hả? Thấy sò nhỏ rồi. Mình mới có hơn nửa đường kinh chứ nhiêu. Thấy sò nhỏ. Ừ. Mình mới có hơn nửa đường kinh mà mình bắt được 90 con sò rồi còn gì nữa. Mà nước lớn rồi cả nhà nè, nó chảy vô rồi chắc bắt lề bên kia không kịp quá, chắc chỉ lề một lề bên này là về rồi quá. Nước chảy vô rồi, nước lớn lên rồi. Ôi sao bự không vậy ta? Mình lo nói chuyện không à. Kìa, con sò nhỏ nằm dưới cái hang với cái đầu mái của mình đó kìa, bên kia. Đó. Tới bên kia nhìn bên kia. Thấy à, tưởng nợ không thấy. Ừ, đúng rồi. Trời ghê thiệt chứ. Mới có hơn nửa đường mà gần cái trăm con sò rồi. Mình bắt hết đường kinh này về nha cả nhà, tại vì nước lớn rồi, bắt bên kia không kịp đâu. Để bữa nào nước giật dòng cho nó hơi lâu lâu đi. Lệ bên này là thấy dư rồi, dư giả rồi. Nè, con sò đây nè, nó xíu đây nè. Thấy không? Em thấy đó, anh bay hoài em thấy á. Lại bắt đi. Lỗ nào cũng thọt vậy hả? Ghiền thọt hay gì? Không nói ngẫm lại lâu, nghĩ là không có móc bữa nay đi được. Móc cho đã. Hôm nay cái chục bữa rồi mà ông đâu có móc. Xây ông xây nước lại là đâu có bắt được cái nhà mà nào ông xây nước lần là cái tuần lễ 10 bữa vậy đó. Nhận mình phát hiện ra cái khúc sông này nó còn im hơn khúc sông Huyền Thoại. Mình thường vẫn có đi thả câu nghe, vẫn đi thả câu đường con kinh này chứ phải không, đi ngang thả câu luôn nữa, nhưng mà không có bắt sò thì nghĩ không có không à. Bự cũng có, nhỏ cũng có. Ôi đang 90 con sò, nhìn mấy con sò nhỏ đi chứ, 90 con nữa nha.
Ừ. Nó mưa từ sợ bự không mà bắt sao cho mình phải đi trước kìa, chứ mình đi sau rồi cũng không có gì để bắt. Tại vì cái nhà biết sao không, kinh 30 tháng 4 là đầu kinh cùng, là khúc kinh cùng. Kinh cùng tức là nó nhỏ đó cả nhà. Bởi vậy người ta đi qua cái rồi là rồi, ta bắt hết trơn à, không có sót được. Bự bự không, mấy khúc kinh cùng là bự bự không, con nào cũng lấy bự bự không. Chắc bữa này bữa nay không bắt kịp. Đây nước gồng sớm nè, cho chưa ấy, cho chưa đi nè, bữa này đi. Bữa nay không đi, bữa nay tao cũng nghỉ hết rồi, nhậu đâu nhậu hoài, nhậu hoài tiền đâu nhậu, mồi đâu nhậu. Cái gì chứ muốn nhậu rồi có. Học cái kiểu thấy mắc ghét quá. Học mẹ đi, nhích 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 nhích. Sợ 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 cái hang nó đau hay gì? Nè, lỗ hang nhóc mà không có con nào để mà review cả nhà xem hết. Nằm trên cao không à. Xuân ơi. À. Có chưa? Đừng cái này bắt giữ gì chứ, sợ ghê gì. Nắng lên này, mặt trời lên tới rồi đó. Thôi bỏ đi. Vậy là thôi, mày có người đi xiềng hả ta? Hồi đó có tỉnh lại không được không anh? Hồi đó có tỉnh lại không? Cái ý chí, cái tinh thần của nó đó hả? Để coi ý chí muốn sống của nó đi tới đâu đó ha. Trời, nó bò đi rồi.
Ngày đôi yêu nhau cố gắng. Mày bắt đi, có bắt nó đi. Ở trên. Nằm đây mà nó lên để nằm. Ừ. Đi. Thì nó nằm đó nó chê lỗ không đẹp, không đẹp mà đi chỗ khác chứ sao? Có quyền. Chỗ đây có được. Ừ. Nhốt luôn. Mai ra đây bắt nữa đi. Bắt kỳ nào hồ mà thấy đây hết hết rồi bắt đầu đi vô quyền quyền hội. Vậy chứ sao giờ chứ mình muốn bắt hết vũ thứ rồi sao bắt được, chỗ nào cũng muốn bắt hết sao bắt kịp nước. Cái hàm luôn, cái nhà ông vườn mà quẹo vô đây là bắt suốt luôn kìa. Mình mà chuyện mà bấm máy mình quay suốt luôn á, cái không biết cái clip mình nó dài bao nhiêu luôn nữa. Thiệt luôn á, ông bất lúc nào cũng có ý là mình ngưng bấm máy mình quay cũng bộ luôn á. Một lúc nãy mà ông mà lội lên nữa đó, mình bơi xuồng mình cũng không có quay nữa rồi đó. Tại vì bắt có không mà. Không lúc nào cũng có trơn, có ít có nhiều đến con hay con. Còn chỗ cả nhà 5 số con cũng có. Đó, chọt rồi có, chọt rồi là có. Đụng như có, đụng rồi. Ừ, bắt nó cắn em đeo vớ luôn rồi nè. Nãy không có đeo vớ lội hai cái bằng chân nó bù hai bằng chân nó cắn lừ luôn. Sao đây bù mắt dữ người ta? Có bù mắt chứ không có mũi đâu. Sao mà mau mình mũi bù mắt nhiều quá cả nhà ơi. Mũi kêu mà như sao thổi. Không có mà con mũi luôn. Bờ đi mai bờ vô. Nhiều. Mấy ba chục con. Thì em nghĩ mình bắt hết cái lề bên này đi là về là vừa đó. Về cơm nước rồi chứ. Đi từ sáng sớm tới giờ luôn cả nhà. Ừ. Ở trong kia bắt nhạc gần tới nữa kìa. Nói hết đâu. Nhạc đúng trong kia kìa bắt nữa kìa. Nghe rồi. Ông chỉ là con sò cả nhà. Ô con sò nằm cả nhà. Ô nó bự. Trời ơi trời ơi con sao bự dữ vậy ta. Ôi ôi cả nhà ơi lấy về quay hoài không bắt chứ. Ủa nó ngon. Ảnh thấy rồi đó cả nhà, mà ảnh mình cầm máy quay nên ảnh là không để cho mình lại, mình bấm máy mình quay review trong nhà xem luôn ha, không bắt để cho mình bắt ạ. Con sò nè. Ngon dữ gì ta. Phải mà bắt con này hoài luôn là về nhà bán luôn cả nhà, bắt mà mấy trăm con sò mà cỡ này nè là bán không luôn á. Bởi vậy. Nuôi biết chừng nào con sò mới được cỡ này. Cái này là để trên này nha, tại vì cái phần ở dưới này là mình điểm rồi. Cái nãy cha mẹ bắt có con chết nè. Vì vuông mò hả? Thôi không có đâu, chích nít đi không hà. Ừ. Ông bà la xì bùa. Giờ mình sẽ đếm sò tiếp tục cả nhà ơi. Tới rồi. Hả? Tới rồi. Hết tới rồi hả? Điểm tới rồi. Tới đầu kinh rồi. Tới luôn rồi, tới đầu kinh luôn rồi, nó giờ có nhìn tới đâu. hết một lề. Điếm này cả nhà. Nãy 90 rồi đó. 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 42, 46, 42, 44 chứ. 46. 46 con, 47 con cả nhà. Cái con này là mình bắt nãy nè, nhà bự ngon quá. Đã ghê không cả nhà? 147 con. Đâu liền lên đây. Ô con không nằm trên đó luôn kìa cả nhà. Ô cả nhà thấy không, tới đâu đó đó. Nào cái khơi vậy nó bự cho ba lửa luôn. Bự không thua gì cái con này đâu nha. Nè bự không thua gì con này đâu. 46 con phải cho một cặp chứ. Đó, đây đây đây, đưa lại đây. Đây đâu rồi? Rớt rồi. Ừ. Bao nhiêu rồi? 47 con. 46, 48 chứ. Gặp. 49. 46, 47. 46 còn. 47, 48. 49. À, 50 rồi đó. 50. Bắt nữa không? Đâu vô khúc kinh cùng thử coi. Bơi thẳng vô kinh cùng thử coi, kinh đó đó. Bơi thẳng vô luôn đi. Cái này bên đó giờ bắt không có được gì đâu, nước mênh mông vậy rồi. Giờ bắt được không là bắt thẳng vô kinh cùng hết đó. Ở đây đi. Ý vậy với này đừng con 50 con rồi, để yên nó đi. Giờ bắt nữa có nữa bỏ ở đây đi. 150 con. Ừ, 150. 150 250 à. À chứ à. 150. 250 à. Ừ. Chắc chưa? Chắc. Nước mình mông. Kinh cùng đó mà nước mình mông đâu. Đây là 2 con. Ừ. Ừ. Nó còn. Ừ, cái nó nằm khơi khơi đó. Giờ cái lề bên kia bắt không được, mình vô thử cái kinh cùng này, mình bắt thử khúc được coi. Kinh cùng này nó nước nó chảy chậm vô mà. Nhóc luôn. Bữa nay nhóc luôn. Đầu năm mà thay cái này. Im rồi. Còn gì nữa? Cành cành không nè, nhà khúc chỗ này đâu, đâu khúc chỗ này nè. Bắt 5 con cành cành không? Con nó nằm trên đó sao bắt. Còn cho nó nữa hả? Lậu luôn rồi, không tha. Sẵn coi còn con nào không? Rồi anh đi xem quá luôn. Còn cho anh lậu luôn. Đó, thấy không? Lậu lên vậy chứ mắc mấy con luôn. Đó, 3 con. Thấy 1 con lậu lên bắt được 3 con, còn đòi gì nữa. Rồi ok. Đó. Con cà bá nữa nè. Ừ. Ừ, sợ chỗ này bự bự không à. Hai, ô ô cả nhà ơi, chỗ này khúc chỗ này nè, bắt có khúc chỗ này không nè. 2, 4, 6, 8, 10 con rồi đó, 10 con mà đều đều trưng không bự bự khúc cả nhà. Đâu rồi? 2, 4, 6, 8, 10 con đúng luôn. Đó, 160 con, xuống đây. Xuống đây. Nè, 160 con. Nó khai đầu khai trương đạo quá. Hả? Thì đó em mới kêu anh đi đến hai nhà 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 mình vô trong đó đó. Bây giờ trở lại cái này bên kia nước lớn mình mong bắt gì được bắt. Chỉ có con kinh cùng thôi. Mình bắt cái bãi bên này nè cả nhà. Chỗ cái bãi chỗ này nè, hai cái bãi này im quá. Giờ qua cái bãi bên này có không? Ở chỗ đó bắt không là 10 10
đem xuống dưới là 10, xuống đây đếm xuống đây là 10 con nè. Đó, ở trên đó một con là 11 con đó. Còn bắt đầu mình qua cái bãi này thử coi chừng mình bắt được mấy con. Bãi này đất sình non, chỗ này nè, sình non quá, im ghê luôn. Tại nghiệp phải lội lặn lội bờ ao đó. À, đây ông mất rồi, ổng đi lại cái nhà coi được bao nhiêu con. Ở ngoài nước lớn mênh mông rồi cả nhà, mình bơi thẳng vô khúc kinh cùng này thử coi mình bắt có được con nào không nha. Trong đây nó cũng lớn mênh mông rồi. Bà thử vô đây coi, nó đây quay ra về được 160 con rồi em ơi. Cái này cái chỗ đó không, anh bắt không chục con anh. Chụp con mà đều không. Ngon ghê luôn. Ngay đầu năm khai trương như vậy là quá êm, quá ngon rồi nha cả nhà của chúng ta. Khai trương như vậy là nguyên năm nay là vợ chồng mình thấy mình ăn được rồi đó. Vậy được rồi. Năm rồi mình khai trương mình bắt cũng được đâu mấy chục con, mấy bảy mấy tám chục con gì mình nhớ nhớ mày mại, cũng khai trương đi bắt sò. Mà năm rồi mình khai trương tới mùng mình khai trương mùng 3. Năm nay tới mùng 10 mới khai trương, đang tính lớn cả nhà. Đang nay đang tính lớn ngay tới mùng 10 mới khai trương. Công nhân người ta nghỉ cũng tới mùng 10 ta mới vô ta làm đó. Chồng mình cũng đi theo công nhân luôn đó. Ừ, giấu nó bò á. Ồ, có giấu con sò bơi lớn vậy là trong sò bự lắm. Nước này mênh mông rồi chắc không có bắt được gì đâu anh ơi. Nước mênh mông rồi, về đi, quay đầu là bờ. Về thôi cả nhà ơi, về đi. Vậy mấy con 160 con à, từ tới 40 con lận mới 200 con đó anh bắt nổi không? Ôi về được rồi, mình sẽ kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Mình đếm thêm được mấy con này nữa là bao nhiêu, để đếm vừa được mấy con nữa rồi mình sẽ kết thúc clip mình về luôn cả nhà ơi. 24 có 4 con thấy rồi, khỏi đếm nữa. Là thành quả của vợ chồng mình hôm nay đi khai trương đầu tiên của năm là được 164 con sò huyết to ngon nha cả nhà. Đây có nhỏ cũng lớn, to cũng có mà nhỏ cũng có, nói chung là đầy đủ thể loại, tại vì mình bắt ở thiên nhiên, mình bắt ở ngoài sông mà mới có chọn lựa được. Thì cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn luôn đón xem video để ủng hộ cho vợ chồng mình nha cả nhà. Thì mình mong muốn là năm nay cả nhà cũng sẽ ủng hộ tiếp tục cho vợ chồng mình, cho vợ chồng mình có thêm nghị lực để mà thành công, để mà phấn đấu nha cả nhà. Thì video mình đến đây xin được kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nha. Chào cả nhà thân yêu của vợ chồng mình ha.